Năm đầu hôn nhân nhiều biến cố của nghệ sĩ nhân dân Công Lý và bà xã Ngọc Hà. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã bên nhau cùng vượt qua một năm nhiều biến cố, khó khăn, thử thách dồn dập. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý phải nhập viện, bà xã đương đầu với nhiều thị phi. Đám cưới của nghệ sĩ nhân dân Công Lý với cô dâu Ngọc Hà diễn ra tại Hà Nội vào tối 2 tháng 1 năm 2021. Cặp đôi quen biết nhau khi dự chung sự kiện ra mắt hài Tết của đạo diễn Trần Bình Trọng vào năm 2015. Đến tháng 10 năm 2016, cả hai chính thức công khai mối quan hệ trước truyền thông. Bà xã kém 15 tuổi của nghệ sĩ nhân dân Công Lý sinh năm 1988. Cô là phóng viên của một tờ báo điện tử tại Hà Nội. Nói về tình cảm với Ngọc Hà, Công Lý từng tâm sự: "Tôi có tình cảm với cô ấy bởi sự tồ tệ, nhiều lúc sự vô tư khiến tôi bực mình. Nhưng đó là bản tính con người, làm sao có thể cảm hóa trong ngày một ngày hai. Nhưng được cái cô ấy rất chân thành, đó là điều tôi yêu nhất ở bạn gái." Sau này, Ngọc Hà tiết lộ đi phỏng vấn và bị nhân vật lừa chính là tôi nè. Cuộc đời này, ghét của nào trời trao của ấy. Hồi nhân vật này bảo là bạn phỏng vấn tôi thì qua nhà tôi. Trên đường từ nhà mình đến nhân vật mình còn lẩm bẩm: "Trời ơi, sao lại ở tận quê thế này? Đi mãi, đi hoài không đến nơi, vì thú thật cấp 1, 2, 3 và đại học tôi đều đi gần nhà. Đến khi đi làm từ nhà đến cơ quan chắc 5 phút. Thế là cuộc đời tôi đã thay đổi, mỗi ngày đi làm về là một hành trình, chặng đường dài. Nhưng không sao cả, cái gì rồi cũng thành quen hết, chỉ biết rằng cuộc đời tôi thay đổi và tốt hơn nhiều khi tôi được trở thành một nhà báo. Tôi đã có một người chồng tốt tử tế, có những người đồng nghiệp dễ thương lắm ạ." Cô tâm sự. Nửa năm sau đám cưới, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã trải qua khá nhiều biến cố thử thách dồn dập. Mở đầu là những thị phi mà Ngọc Hà phải đứng ra đương đầu. Một số cư dân mạng cho rằng cô diễn trò thân thiết giả tạo với MC Thảo Vân, vợ cũ nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Trò chuyện với chúng tôi, Ngọc Hà cho biết cô muốn nói ra hết một lần để những đồn thổi chấm dứt. "Anh Lý, chị Vân và tôi là mối quan hệ thân tình và chân tình chứ không phải là mối quan hệ được tô vẽ trước công chúng. Tô vẽ để được gì đâu. Khi chúng ta là người văn minh, chúng ta sẽ phải biết xử lý, hành động một mối quan hệ sao cho thoải mái. Đừng cố gượng ép khi mình không vui, vì chúng ta còn quá nhiều sự bộn bề, lo toan," Ngọc Hà bày tỏ. 21 tháng 7 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đang tắm thì bị trượt chân ngã phải nhập viện. "Chúng tôi không hiểu sao trên mạng người ta có thể đồn thổi ác ý anh Lý đột quỵ vì rượu bia," Ngọc Hà bức xúc nói với chúng tôi. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý điều trị tại Bệnh viện Đại học Y, sau một thời gian ra viện anh nhập viện 108 để tập luyện trị liệu. Bà xã Ngọc Hà là người túc trực ở cạnh chăm sóc nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Việc điều trị của nghệ sĩ nhân dân Công Lý thời gian qua tốn khá nhiều kinh phí. Để toàn tâm, toàn ý chăm lo cho chồng, vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng phải tạm nghỉ việc một thời gian, đầu năm 2022 cô mới bắt đầu đi làm trở lại. Khó khăn về kinh tế, bị mạo danh. Sau này, khi nhắc lại quãng thời gian chồng nằm viện, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiết lộ từ lâu đã phải tiết chế cảm xúc và suy nghĩ để không bày tỏ lên mạng xã hội. Cô đăng dòng trạng thái nhiều cảm xúc: "Thời gian qua, mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Đó là sự thật, nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca mình sẽ chả giải quyết được gì ngoài hai từ cố gắng. Khóc, mình khóc nhiều chứ, lúc anh Lý cấp cứu mình khóc đến lúc mắt mỏi lại. Chừng đó thời gian ở viện là chừng đó đầu óc mình căng như dây đàn." Trong thời gian chăm sóc chồng, Ngọc Hà tiếp tục đau đầu vì chuyện bị kẻ gian mạo danh lập nick Zalo giả để lừa tiền mọi người. Ngọc Hà rất tức giận trước hành động lừa đảo trắng trợn này và nhanh chóng lên tiếng cảnh báo bạn bè, người thân. Tháng 10 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Công Lý được ra viện. Một lần nữa, Ngọc Hà lại phải đứng ra đính chính trước những tin đồn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh Lý chưa từng nằm viện suốt thời gian dài như nhiều người xì xào. Anh Lý đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại viện thời gian ngắn để bác sĩ thăm khám, điều trị giúp cho anh Lý có sức khỏe ổn định và tốt hơn.
ngày 20 tháng 11 chung cư nơi nghệ sĩ nhân dân Công Lý ở bất ngờ có đám cháy nhưng rất may đã nhanh chóng đã được dập. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người. Trước đó, nhiều người đã phải chạy xuống tầng 1 để đảm bảo an toàn. Nhiều bạn bè cũng mừng cho vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã may mắn không bị ảnh hưởng gì. Diễn viên Vân Dung gửi lời động viên bà xã Công Lý, vui cười lên em xinh. Bao khó khăn mình cũng vượt qua rồi còn gì. Bình yên và may mắn đang chờ em đấy nhé. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý lỗi hẹn với Táo Quân 2022, khán giả hụt hẫng. Vì tình hình sức khỏe chưa thực sự được như ý, nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng đã phải từ chối vai diễn cô đầu trong Táo Quân 2022. Điều này khiến bản thân anh rất buồn và khán giả thì vô cùng hụt hẫng. Khi ốm đau, anh Lý càng tự ti hơn. Anh sợ phiền hà đến mọi người. Khi thấy VTV đưa tin Táo Quân đang tập, anh Lý khóc và nhớ anh chị em gia đình nhà Táo. Vì anh sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình, bà xã Công Lý tiết lộ. Cô cho biết dù biết anh Lý ốm đau như vậy, nhưng anh Hải, anh Thắng, chị Vân Dung và toàn thể anh chị em trong ekip đã họp bàn để có kịch bản phù hợp với anh Lý. Các anh chị trong Táo Quân luôn nghĩ đến anh Lý, và mọi người luôn mong anh Lý có mặt. Thế nhưng anh Lý là một nghệ sĩ luôn tự trọng. Anh rất vui vì biết sẽ được tham gia chương trình. Nhưng sự tự trọng của một người nghệ sĩ nên anh đành phải từ chối. Anh phải nuốt nước mắt vào trong để rút lui. Không xuất hiện không có nghĩa anh đã hoàn toàn vắng khỏi chương trình, thay vào đó anh luôn muốn khán giả hãy đón nhận nhiệt tình. Ủng hộ hai bạn trẻ Duy Nam Trung Ruồi. Bà xã đã ở bên cạnh quan tâm chăm sóc sức khỏe và cả thế giới tinh thần của nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong những ngày chưa thể quay lại với nghệ thuật. Gần đây, Ngọc Hà lại vô tình dính vào thị phi khi chia sẻ trong một bài phỏng vấn về áp lực kinh tế khi chồng bệnh nặng, bạn bè người thì từ chối, người nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô không nên đưa ra lời trách cứ như vậy khi chưa đứng ở góc độ của họ. Ngay sau đó, Ngọc Hà đã nhanh chóng lên tiếng đính chính và khẳng định không trách móc ai cả mà chỉ là những trải lòng, nhớ lại một quãng thời gian khó khăn. Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh hai vợ chồng dắt nhau đi dạo dưới nhà hít thở không khí mùa xuân, mấy ngày trước khách tấp nập vui tươi. Tết năm nay giá rét nhưng gia đình thấy ấm áp vô cùng vì nhiều người đến chơi và thăm, Lý già chỉ cần có tiếng nói cười là Lý già hoan hỉ cười suốt ngày, cô chia sẻ. Sau tất cả những điều không may vào năm 2021, bạn bè, người hâm mộ mong rằng 2022 sẽ là một năm suôn sẻ thuận lợi hơn cho gia đình nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Mong rằng, những thị phi, khó khăn sẽ không còn đeo đẳng tổ ấm nhỏ của cô đầu trong năm Nhâm Dần và công chúng sẽ sớm được gặp lại nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong những vai diễn trên sóng truyền hình, sân khấu.